Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mỗi sáng thứ hai, phòng khám tra từ ung thư cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, lại trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái và sự chăm sóc tận tình dành cho bệnh nhân ung thư và người nhà. Các thầy thuốc cùng nhân viên tại đây đã duy trì những hoạt động ý nghĩa như cắt tóc miễn phí, phát bánh mì và hỗ trợ phần ăn sáng chay, mang lại sự an ủi và tiếp sức cho những người đang đối mặt với bệnh tật. Hoạt động cắt tóc miễn phí không chỉ giúp bệnh nhân có một diện mạo mới mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Những người thợ cắt tóc tình nguyện đã cùng nhau mang đến những kiểu tóc đơn giản nhưng đầy sáng tạo, góp phần giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài việc làm đẹp, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cũng cấp phát bánh mì miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Đây là những phần ăn nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, giúp họ vượt qua những khó khăn trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư. Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ tích cực để duy trì hoạt động này, mang lại niềm vui và ấm áp cho người cần. Đặc biệt, phần ăn sáng chay được chuẩn bị cho các thầy thuốc và nhân viên cũng thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và tinh thần cho những người đang cống hiến cho bệnh nhân. Một bữa sáng bổ dưỡng và lành mạnh không chỉ giúp cho họ đủ năng lượng để làm việc mà còn tạo động lực để tiếp tục những công việc đầy ý nghĩa này. Những hoạt động này không chỉ là những buổi gặp gỡ đơn thuần mà còn là những buổi lễ tri ân đầy cảm xúc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn chào đón sự góp mặt của các tình nguyện viên và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước để cùng nhau tạo ra nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực mang lại hy vọng và niềm vui cho những bệnh nhân và gia đình của họ. Mỗi ngày đầu tuần tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đều là một ngày mới đầy ý nghĩa, nơi mà tình thương và sự chăm sóc được thể hiện qua những hành động nhỏ bé nhưng quý giá. Những hoạt động này chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, tạo nên một cộng đồng gắn kết và mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Xin trân trọng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, chúng ta thường nghe về những câu chuyện đau thương mà bệnh nhân ung thư mang lại. Nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều câu chuyện cảm động về sự kiên cường, hy vọng và chiến thắng. Một trong số đó là câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Anh, 32 tuổi, đến từ tỉnh Tây Ninh, người đã chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Trong suốt hơn 3 tháng hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, anh Tiến Anh đã nhận được sự hỗ trợ không chỉ từ các thầy thuốc mà còn từ gia đình và người thân. Tâm huyết của anh Tiến Anh cùng sự động viên từ gia đình đã tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn giúp anh vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Anh Tiến Anh là một chàng trai trẻ tràn đầy mơ ước và hoài bão. Căn bệnh quái ác đã cướp đi nhiều điều quý giá trong cuộc sống của anh, khiến anh phải đối diện với những nỗi đau, mất mát, cảm giác thua kém so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng thay vì chấp nhận số phận, anh Tiến Anh đã quyết định không khuất phục trước bệnh tật. Anh đã tìm kiếm đến nhiều cơ sở y tế trước khi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nơi đã mang lại cho anh Tiến Anh nhiều niềm tin và hy vọng. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc tại phòng khám Cha Tường đã giúp anh Tiến Anh không chỉ trong việc hỗ trợ điều trị ung thư mà còn trong việc vực dậy tinh thần của anh. Họ không chỉ là những người thầy thuốc mà còn là những người bạn đồng hành luôn bên cạnh anh trong từng bước đi khó khăn. Những phương pháp hỗ trợ điều trị kết hợp với sự chăm sóc tận tình đã tạo ra một môi trường thuận lợi để anh Tiến Anh chiến đấu với căn bệnh quái ác. Ngày hôm nay, khi anh Tiến Anh đã chiến thắng ung thư, niềm vui mừng và hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh. Mẹ già của anh, người luôn bên cạnh trong những ngày tháng khó khăn, đã không kìm nén được cảm xúc khi nghe tin con mình đã khỏe lại. Nước mắt mẹ rơi nghẹn ngào, đó là niềm vui của một người mẹ, là một phần thưởng cho sự kiên cường và không bỏ cuộc.
Câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Anh là một minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, lòng quyết tâm và tình yêu thương. Đó là một lời nhắc nhở rằng dù trong cuộc sống có đưa ra những thử thách khó khăn đến đâu, nếu chúng ta dám đấu tranh và không bỏ cuộc thì hạnh phúc sẽ một lần nữa quay trở lại. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư khác trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, mang lại hy vọng và ánh sáng cho những ai đang cần. Chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc sức khỏe và động viên đến tất cả những ai đang đối diện với căn bệnh ung thư quái ác. Hãy tin rằng với sự kiên trì và tình yêu thương, mọi điều có thể xảy ra. Xin trân trọng. Anh có thể cho biết họ tên đến từ đâu nhỉ? Dạ, em tên Nguyễn Tiến Anh đến từ Tây Ninh. Anh có thể kể lại cái triệu chứng ban đầu của mình như thế nào và mình đi khám bệnh viện nào? Dạ, đầu tiên là bị tiểu ra máu. Ừ, đi khám ở bệnh viện Bình Dân là bác sĩ báo là bị khối u bàng quang, u ác. Rồi bên bệnh viện họ tư vấn mình trị ra sao? Dạ, bệnh viện là đã có quá trị 6 lần nhưng mà nó vẫn sinh sâu những cái khối u nhỏ nhỏ li ti, rồi sau này bác sĩ kêu là cắt bỏ bàng quang 60-70 triệu nên không có tiền chữa trị. Mình có người giới thiệu xuống phòng khám yêu thương cho không của Cha Tường. Rồi trước cái ngày mà mình vô đây á, với cái đến thời điểm hiện tại á, là mình vô được bao nhiêu ngày rồi, và cái lúc ban đầu á, sức khỏe mình vô á, như thế nào, dù ăn uống ngủ nghỉ được có được hay không? Dạ, vô đây được hôm nay là 93 ngày. Lúc đầu là xuống là cũng còn hơi đau đau thống thống với bụng dưới. Hôm nay ăn với uống thảo dược. Hôm nay thấy nghe cũng đỡ đỡ. Thầy cho đi khám lại. Rồi đi khám ở bệnh viện nào và kết quả ra sao? Dạ, khám lại ở trung tâm Hòa Hảo. Kết quả là ung thư máu, là chỉ số máu là tốt. Với tuyến giáp hôm đó là hơi to, nay là đã trở lại bình thường. Rồi những khối u li ti trong bàng quang là đã tiêu mất. Thì trong thời gian mình hỗ trợ điều trị đây nè, được các thầy giới thiệu từ những ngày mình xuống tới nay á, mình cũng được cấp gạo nước thuốc, rồi bên cạnh đó có ai đề cập đến tiền bạc không? Dạ không, ở phòng khám của Cho Tường yêu thương cho không tất cả. Cái tinh thần thái độ phục vụ các thầy như thế nào, bệnh nhân có thể chia sẻ? Dạ, các thầy và những nhân viên phòng khám rất vui vẻ. Rồi nói chung là trong thời gian tới á, thì khi mà trở về nhà rồi đó, sinh hoạt gia đình đó, rồi bệnh nhân có cảm thấy vui mừng hay không, rồi tiếp tục ăn uống theo phác đồ nữa hay không? Dạ, rất vui khi được hết bệnh trở về với gia đình và tiếp tục ăn với phác đồ của thầy đưa ra. Gọi điện về nhà thông báo cho mẹ biết, mẹ mừng mẹ khóc. Khóc mà. Dạ, phòng khám yêu thương cho không của cha và các thầy đây rất tốt. Dạ, các thầy rất vui vẻ hòa đồng với bệnh nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho phòng khám yêu thương cho không của Cha Tường. Dạ, cảm ơn cha đã nghiên cứu ra bài thuốc để hỗ trợ cho những người ung thư nghèo. Dạ, các thầy, các cô và các nhân viên ở phòng khám rất tốt, đã điều trị hết bệnh cho các bệnh nhân nghèo. Phêrô ơi,
cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Con luôn
trông thầy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền đêm lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.